Tiên Triều Tiên, các kỳ tu hữu trẻ gặp gỡ tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Làng gió hòa bình 2018 là cuộc hành hương quy tụ những người trẻ từ nhiều nơi trên thế giới đến khu phi quân sự dọc theo biên giới giữa hai miền Triều Tiên hơn 100 người trẻ thuộc nhiều quốc gia đã có mặt ở khu vực cánh đồng dài 240 km dọc theo biên giới hai miền Triều Tiên để tham gia cuộc gặp gỡ từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 năm 2018. Theo lời mời gọi của Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của giáo phận Seoul, họ gồm nhiều quốc tịch Hoa Kỳ, Monta, Ấn Độ, Trung Quốc và cả Mexico gặp nhau để thảo luận về các giải pháp hòa bình và cùng nhau cầu nguyện. Đức Hồng Y Andre Yeom Soyon, Tổng giám mục Tổng giáo phận Seoul, kim giáo quản tâm tòa giáo phận Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, nói với các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ những ánh mắt yêu thương, những bàn tay thân ái và những lời nói khích lệ của các bạn là những nghĩa cử nhỏ bé làm nên một sự thay đổi lớn trên toàn thế giới. Tôi mong rằng các bạn sẽ là những tông đồ mang lại hòa bình cho thế giới. Khi kết thúc cuộc đàm phán liên triều ngày 13 tháng 8, một thông cáo chính thức cho biết hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Bình Nhưỡng.